Xin kính chào các bạn. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận chung kết đỉnh cao của kỳ đàn Trung Hoa. Đây là ván đấu đánh trong chung kết lượt đi của giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc mùa giải năm 2014, trận so tài của hai danh thủ lừng danh Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên là xuyên tục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng, người cầm bên đen là ngoại tinh Lê Khách Phương thứ nhất. Kính mời các bạn cùng đón xem. Một ván cờ mà bên đỏ đi tiên có màn thi triển công phu tấn công bão táp bằng pháo đầu. Xin mời các bạn cùng theo dõi.吃 吃 吃 将军 吃 吃
将军。吃。将军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 。吃。将军。将军。将军。将军。将军。吃。
将军。吃。吃。吃。吃。将军。将军。Thank you.
将军。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho tiến xe bắt pháo thì bên đen đến từ vương, anh đã phải đẩy bàn buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay, đánh tiếp mà chạy pháo đi thì lập tức binh chín có thời cơ tràn sông ngay để tấn công. Thế công từ một xe và hai đường binh đến từ bên đỏ là quá mạnh, đặc biệt bên đen đã khuyết sĩ trong hình cờ trên. Sau đó trong trận lượt về thì bên đỏ ưu tiên là giành thủ vương thứ nhất, mặc dù rất cố gắng, tuy nhiên không tài nào thắng được bên đen trong ván đấu đó, hai anh hòa cờ trong lượt về. Và chức quán quân của giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2014 đã thuộc về giành thủ Trịnh Huy Đồng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.